Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ lại tiếp tục mở học một bộ môn hình Land và Zombie 2. Thì đây là những nhân vật được làm theo đúng nguyên mẫu với trò chơi nổi tiếng trên smartphone, một tựa game mà người chơi phải phòng thủ để bảo vệ ngôi nhà của mình bằng những cây hoa quả trước những đợt tấn công dồn dập của zombie. Bộ này sẽ thiên về tấn công, có nghĩa là mình sẽ được trải nghiệm cảm giác tiêu diệt zombie bằng những cây hoa quả có khả năng tấn công cực mạnh. Và ở trong bộ lần này sẽ có tổng cộng 12 nhân vật được chia làm hai phe. Phe tấn công là zombie, phe phòng thủ là các loại cây hoa quả. Ngoài ra sẽ có thêm một số những cái viên đạn tròn, viên đậu Hà Lan và rất nhiều những cái viên đạn khác. Và đây là tất cả những gì mình có trong bộ mô hình với 2 con zombie và 10 cây hoa quả. Với 4 cây đầu sẽ là những cây có khả năng tấn công trung bình, 6 cây sau là những cây có khả năng tấn công cực mạnh. Đầu tiên thì mình hãy xem phe ác trước. Đây là một con zombie cọc tiêu. Nó là một loại zombie thường, zombie basic. Tuy nhiên nó đã rất khôn khéo khi mà dùng một cái cọc tiêu giao thông ở bên đường đậu lên đầu để trở thành zombie cọc tiêu. Cái cọc tiêu này sẽ có tác dụng như là một cái nón bảo vệ đầu của nó. Khi mà tháo ra sẽ trở về một con zombie thường. Kế bên nó sẽ là một con zombie còn tinh quái hơn, zombie đậu xô, cũng là một loại zombie thường. Tuy nhiên, không biết nó đã ăn cắp được ở đâu một cái xô bằng kim loại cực kỳ xịn sò và chắc chắn, có thể tháo ra được. Có quai xách đi, dùng để xách nước. Đậu lên đầu sẽ trở thành một cái nón bảo hiểm kim loại, giúp cho nó tăng khả năng chịu đựng cũng như tăng sức tấn công. Cái xô kim loại này có thể tránh được tất cả những cái lậu đạn của các cây hoa quả. Mình sẽ dùng nó để làm bia bắn. Cây hoa quả đầu tiên mà mình sẽ xem là cây hoa mặt trời. Cây này thì sẽ không có khả năng tấn công, tuy nhiên nó rất quan trọng, cần phải trồng thật nhiều. Tác dụng của nó là hấp thu ánh nắng mặt trời để nó sản sinh ra những bông hoa mặt trời, và mình sẽ thu thập nó để trồng những cái loại hoa tiếp theo. Thì cây của mình sẽ có một cái hiệu ứng là đung đưa trong gió nhờ vào một cái lò xo đàn hồi ở bên dưới. Nói về đung đưa thì mình sẽ có thêm một cây là cây bí xanh. Nó là một cái trái bí to và nặng. Chiêu thức sử dụng là nhảy lên và đè bẹp những con zombie, có thể nén cái lò xo bên dưới lại và thả ra để nó nhảy lên tung chiêu lấy hạch đè người. Ok, mình sẽ làm thêm một lần nữa. Nó có thể nhảy lên và lộn nhiều vòng. Với cái khả năng này thì nó sẽ có thể tấn công zombie ở trong một cái cự ly gần. Khi mà zombie lại gần thì cây của mình sẽ nén lại. 1, 2, 3, tấn công. Zombie bật ngửa ngay lập tức. Tấn công thêm một lần nữa. 1, 2, 3. Wow, một đòn tấn công lấy hạch đè người tuyệt vời. Hai cây hoa quả có khả năng đung đưa trong gió và có khả năng tấn công nữa. Tiếp theo sẽ là cây ớt lửa. Một trái ớt hiểm có hương vị cay nồng như lửa. Khả năng tấn công của nó là phát nổ và tạo ra lửa để thiêu đốt con zombie. Ở trong mô hình của mình, nó sẽ có một cái tương tác đặc biệt. Có thể nhìn thấy gương mặt của nó, có một cái con mắt lầu ra thật to. Con mắt này có thể nhấn xuống. Trên đây sẽ là cái cuốn của trái ớt. Đây thật ra là một cái công tắc, khi mà chúng ta ấn nhẹ vào thì con mắt nó sẽ bật ngược trở lại, nổ mắt. Với cái khả năng nổ mắt này thì nó vẫn có thể tấn công zombie ở trong một cái cự ly gần. Dùng con zombie đậu xô này cho nó tấn công, nhấn con mắt nó xuống. 1, 2, 3, nổ. Khả năng tấn công này không thật sự lợi hại khi mà nó phải tấn công zombie ở một cái khoảng cách cực kỳ gần. Hãy xem một cây hoa quả khác có khả năng tấn công mạnh hơn. Cây cẩu bắp, nó hình thành từ một cái trái bắp, tuy nhiên sẽ được trang bị một cái cần cẩu ở phía trên có khả năng bắn bật. Cái cần cẩu này có thể kéo xuống và bật ra để bắn đạn. Đạn của nó sẽ là những cái viên xốp hình tròn vo, khá mềm và nhẹ. Cách thức sử dụng thì mình sẽ cho cái viên đạn này vào bên trên cái cần cẩu, kéo cái cần cẩu xuống và thả ra. Khả năng bắn của nó đơn giản tuy nhiên thật sự lợi hại. 1, 2, 3, bắn. Cho nó tấn công thử hai con zombie. Đầu tiên sẽ nhắm bắn vào con zombie cọc tiêu. Trúng, tuy nhiên cái lực bắn chưa đủ mạnh để hạ gục con zombie. Nhìn chung thì lực bắn của cây cỏ bắp này nó vẫn còn hơi nhẹ nha. Sẽ xem một cây hoa quả có khả năng tấn công cao hơn nữa. Cây cẩu bắp cải, hình thành từ một cái bắp cải với nhiều cái lá được xếp chồng lên nhau, giống y chang như một cái bắp cải thật sự. Và ở trên đầu cũng được trang bị một cái cần cẩu. Cái cần cẩu này có khả năng bật mạnh hơn rất nhiều so với cây cẩu bắp. Để cho nó bắn thử xem sao. 1, 2, 3, bắn. Bắn lên không trung nhưng mà lại trúng vào con zombie đậu xô. Con này thật sự khả năng bắn của nó rất mạnh nha. 1, 2, 3. Wow, zombie thứ 2. Khả năng bắn của cây bắp cải cần cẩu này thật sự rất tuyệt vời. 1, 2, 3, bắn luôn.
Và cây hoa quả tiếp theo sẽ là cây dưa hấu băng giá. Nó là phiên bản nâng cấp của cây dưa hấu cần cẩu, xuất phát từ một trái dưa hấu ruột xanh vỏ đỏ. Tuy nhiên ở trong cái phiên bản nâng cấp này thì toàn bộ trái dưa hấu của mình đã trở thành một trái dưa hấu băng giá. Cái cần cẩu ở phía sau cũng được làm từ băng giá. Mình sẽ sử dụng những cái viên đạn màu xanh dương tượng trưng cho băng giá. Bỏ lên cái cần cẩu này. Chuẩn bị 1, 2, 3 bắn. Khả năng bắn của nó cũng khá tuyệt vời. Cây này thì khá đặc biệt, ngoài cái khả năng gây sát thương ra thì nó có khả năng làm đông cứng con zombie. Phát bắn đầu tiên. Bị trượt nha. Chết một con zombie, tới con zombie đội xô này, hạ gục nó luôn. Lực bắn của viên đạn chưa đủ mạnh khi mà cái xô của nó quá cứng. Dường như mình bắn vào cái xô thì con zombie nó không hề hứng gì cả. Đó. Tiếp theo sẽ là cây cần cẩu cuối cùng có ở trong bộ lần này, cây cẩu ớt. Nó hình thành từ một cái trái ớt chuông, trái ớt Đà Lạt, chín đỏ cay nồng. Bên trên cũng sẽ được trang bị một cái cần cẩu. Cần cẩu này có khả năng bắn cực mạnh. Sẽ sử dụng một cái viên đạn màu đỏ tượng trưng cho một cục lửa. Bắn thử nha. Wow, cây này có khả năng bắn mạnh nhất trong tất cả những cái loại cây cần cẩu. Mình sẽ bắn trực diện cho các bạn cùng xem. Kéo thật mạnh cái cần cẩu về phía sau. Viên đạn nó bay, vèo, vèo lên phía trên. Nghiêng cái cây cẩu ớt này xuống một góc khoảng 45 độ. 1, 2, 3, bắn. Cây này mà tấn công zombie là tuyệt vời luôn. 1, 2, 3, zombie cọc tiêu. Zombie thứ 2, zombie đậu xô. Với cái trái ớt chín đỏ có cái cần cẩu với khả năng bật bắn rất mạnh thì nó khởi bắn viên đạn ra xa tới 4-5 mét. Những cái loại cây có khả năng tấn công đặc biệt hơn, đây là cây đậu Hà Lan, có khả năng bắn ra những viên đạn Hà Lan để tiêu diệt zombie. Và đạn của nó sẽ là đây, 3 hạt đậu Hà Lan có cái đầu tròn ở phía trên và một cái thân dài ở phía dưới. Về khả năng bắn thì mình sẽ sử dụng như sau: cho cái viên đậu Hà Lan vào bên trong thân. Phía sau nó sẽ có một cái lá và cái lá này sẽ là cái cần. Ấn xuống thì đậu Hà Lan của mình sẽ bắn ra. 1, 2, 3, bắn đậu Hà Lan. Chiu. Viên đạn của nó văng khá xa và lực bắn khá mạnh. Dùng để tấn công zombie thì thật sự là tuyệt vời luôn. Phát bắn đầu tiên. Phát bắn thứ 2. Phát này bị trượt nha. Phát bắn thứ 3, phát bắn cuối cùng. Đấy, tấn công cùng một lúc hai con zombie. 1, 2, 3, bắn. Nó có thể bắn đạn một cái chiêu. Bây giờ, đau quá. Tiếp theo sẽ là một loại cây có khả năng tấn công vô cùng đặc biệt, cây ăn thịt. Nó xuất phát từ một loại cây ăn thịt ở trong rừng rậm Amazon. Khả năng tấn công của nó là há cái miệng rộng này ra, táp con zombie, nhai con zombie và nuốt con zombie, ăn sống luôn con zombie. Nhìn vào bên trong thì mình sẽ thấy được những cái răng cực kỳ sắc nhọn và một cái hệ thống bắn đạn. Ở trong mô hình của mình thì cây nó sẽ có cái khả năng bắn đạn chứ không phải khả năng ăn, nhai và nuốt. Và đạn của nó sẽ là những cái dĩa, những cái đồng xu hình tròn. Mở miệng cây ăn thịt ra, cho cái viên đạn này vào bên trong. À, các bạn lưu ý là bên trong nó sẽ có một cái lưỡi. Mình sẽ để cái viên đạn này nằm ở bên trên cái lưỡi và mở rộng cái miệng của nó ra. Viên đạn sẽ được bắn ra. Cách thức hoạt động cũng khá đơn giản. Kéo rộng cái miệng ra, cái lưỡi nó sẽ đẩy cái viên đạn bay về phía trước. Rồi, mình sẽ cho nó tấn công zombie thử. Chuẩn bị, 1, 2, 3, tấn công. Vẫn chưa đủ cái độ mạnh để có thể tiêu diệt làm ngã con zombie. Bắn thêm nhiều phát nữa để làm ngã con zombie. Phát thứ 3 cũng là phát cuối cùng. Phát này bắn trượt. 1, 2, 3, bắn. Vẫn không thể làm ngã con zombie. Và mình sẽ đi đến cây cuối cùng, cây trùm cuối có khả năng tấn công cực kỳ mạnh. Nó là cây đuốc gỗ xuất phát từ một gốc cây khô, được trang bị một cái ngọn đuốc ở phía trên có khả năng cháy liên tục. Tác dụng của nó là những cái viên đạn khi mà bay qua cái ngọn đuốc này thì sẽ trở thành những cái viên đạn lửa có sức tấn công mạnh hơn. Tuy nhiên ở trong cái mô hình của mình thì ở bên trên sẽ không có lửa, mà thay vào đó thì nó sẽ được trang bị một khả năng tấn công khác là một cái cây cung, cây nỏ. Và viên đạn của nó sẽ là một cái mũi tên. Để sử dụng thì mình sẽ bỏ cái mũi tên này vào bên trong cái cây nỏ. Kéo cái cần ở phía sau. 1, 2, 3, bắn. Cây này có khả năng bắn cực mạnh, tấn công zombie. 1, 2, 3, bắn. Zombie đậu xô. Wow, viên đạn của nó văng phải nói là xa khoảng 3-5 mét. 1, 2, 3, bắn. Các bạn có thể nhìn thấy viên đạn nó bay một cái vèo. Ok, mình sẽ tấn công zombie ở một cái góc độ khác. Bắn. Bắn một phát là tiêu diệt được zombie ngay lập tức. Bắn.
Và đây là toàn bộ những cái loại cây có khả năng tấn công rất tuyệt vời. Nãy giờ mình đã bắn rất nhiều con zombie bằng nhiều loại cây khác nhau. Video mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại ở những video mở hộp các sản phẩm thú vị tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.